Mình năm qua đã làm được gì ư? Năm qua mình làm được nhiều thứ lắm các bạn. Mình đã cống hiến hết sức lực của mình dành cho anh em TV. Mình đã rất cố gắng để làm những video hay và chất lượng. Các bạn không tin đúng không? Xem lại trong năm vừa qua mình làm được cái gì nhá. Ui, cái tiếng kêu, cái tiếng va đập nó rất là rõ luôn. Ui, vãi chưởng. Và với cái độ cao này thì chiếc Oppo One của chúng ta nó đã chính thức là bị vỡ màn hình rồi. Mình khuyến khích là anh em không nên làm cái kiểu này ở nhà nhá, tại vì nó rất là nguy hiểm. Bản thân mình cũng đang cảm thấy rất là run. Nó vẫn đang chạy này anh em. Anh em thấy cái cảm biến nó vẫn đang chạy. Và chiếc đồng hồ của chúng ta, trời ơi, nó vẫn còn sống. Ok, rồi. Xin mời. Ôi, chú đi đi, chú đi đi. Rồi, nào, một này bạn giúp. You got me in the mood. It feels like bây giờ để bọn mình tìm đã xong tí nữa bọn mình nếu mà tìm thấy bọn mình sẽ đánh giá cho anh em sau nhé. Để chào đón sự xuất hiện của chiếc iPhone SE 2020, hôm nay trốn máu liều xin được biểu diễn một màn diễu võ dương ngoài kết hợp thể thao mạo hiểm có tên gọi bịt mắt ném iPhone trúng đích. Và sau đây màn biểu diễn xin phép được bắt đầu. Nhẹ nhẹ thôi nhá. Được. Chúng ta sẽ cùng nhau xem là nó có thể bảo vệ được chiếc máy của ta hay không nhá. 3, 2, 1. Anh em yên tâm, với kinh nghiệm của tôi thì... Không ai có làm gì đâu anh ơi, có làm gì đâu anh ơi. Rồi. Đây là một sản phẩm rất quan trọng, một video rất quan trọng mà nhớ phải giữ gìn cẩn thận. Không được làm xước, không được làm hỏng, không được bẻ. Nhớ chưa? Em nhớ rồi. Nhớ chưa? Em nhớ rồi. Nhớ chưa? Em nhớ rồi. Anh chụp máy này cũng như là bỏ thử nó. Mở hộp bằng katana. Vâng, và sau đây màn võ thuật xin phép được bắt đầu. Đây chính là chiếc hộp. Chỉ với một vài đường cơ bản, tôi đã có thể mở hộp mà không cần phải động tay vào. Được chưa? Ok anh ơi. Em quên máy anh ơi. Redmi Note 9 Pro. Thế nên cũng chính bởi vì những cái cống hiến, những cái cố gắng đó, thế nên mình nghĩ rằng là trong cái đợt thưởng Tết sắp tới này, mình sẽ có một con số thưởng Tết khả quan. Ít nhất là cũng phải 100 triệu là ít đúng không ạ? Sau thưởng Tết, mình nghĩ rằng là mình sẽ phải đầu tư thêm một cái món nữa. Khi là ngày đến tiền xịn. Nói chung là cái ngày này nó cũng sắp đến rồi. Hào hức. Thưởng Tết của Triều
2 triệu. Vui quá xa là vui, nhà trai bên gái ai nấy cũng cười thật tươi. Ngày xuân hoa lá khoe màu tươi, muôn sắc huy hoàng, tô thắm cho ngày vui.